lại những kỷ niệm mùa lễ hội năm 2018. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu, kính mời ông Vũ Công Vượng, trưởng ban tổ chức lễ hội lên trao giải hai cho Đô Hoàng Đông Xuyên. Xin chúc mừng thành tích. Xin chúc mừng thành tích thi đấu của ông Đô Hoàng. Xin trân trọng cảm ơn ông cho các ông Đô đoạt giải tại Vũ Công Vượng. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Dương Bá Bình lên trao giải ba cho ông Đô Thu Bắc Ninh. Xin chúc mừng thành tích thi đấu của ông Đô Thu. Xin trân trọng cảm ơn ông Dương Bá Bình, trưởng phường Vận Trang Hạ năm 2018. Xin mời ông Tân Văn Phẩm, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu, kính mời ông Dương Bá Bình lên trao giải Lão Đô cho Lão Đô Phẩm. Xin trân trọng kính mời Lão Đô Phẩm vào giữa đảng. Xin trân trọng giới thiệu, kính mời ông Dương Bá Bình lên trao giải Lão Đô cho Lão Đô Phẩm. Tiếp theo là bạn là sao nào? Ông Nguyễn Kim Huy, ông Nguyễn Văn Hưng đại diện cho ban tổ chức đội, đại diện cho cổ vật lên trao giải trai làng cho Hoàng Đô, ông Đô Đồng và ông Đô Huấn. Xin chúc mừng thành tích thi đấu của Hoàng Đô. Xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Kim Huy, ông Nguyễn Văn Hưng. Chương trình thi đấu môn vật dân tộc lễ hội trang viên năm 2018 đây là kết thúc. Mặt ban tổ chức lễ hội xin trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ, cảm ơn toàn thể nhân dân, quý khách thập phương đã rất sức thời gian vào phòng của mình ở trang đại sứ quán miền núi Đồng Liên. Xin trân trọng cảm ơn các ông đô đã về với sới vật thăm biệt chúng tôi. Mùa hội sang năm xin trân trọng kính mời các ông đô lại về với sới vật trang biệt chúng tôi. Xin mời ông Đô Phạm, ông Đô Đồng, ông Đô Huấn và gặp ban tổ chức để hội ý chuyên môn giải nhất một chiếc xe máy Wagon Pa trị giá 17.300.000 đồng, giải hai một chiếc TV Sony trị giá 12.600.000 đồng, giải ba một chiếc TV Sony trị giá 8.000.000 đồng, giải Lão Đô trị giá 2.000.000 đồng do ban tổ chức treo, giải trai làng trị giá 4.000.000 đồng do ban tổ chức chúng tôi treo và cộng thêm phần thưởng của các nhà tài trợ. Xin mời ông Đô Huấn, ông Đô Đồng vào gặp ban tổ chức để chúng tôi hội ý chuyên môn. Đây hình ảnh chiếc xe máy giải nhất của hội vật làng Trang Liệt và giải nhì, giải ba là hai chiếc TV, một chiếc trị giá 12.000.000, một chiếc 8.000.000 đồng. Xin chào quý vị các bạn đã cùng người Kinh Bắc theo dõi các ca vật và đến sau giải thưởng hội vật truyền thống, lễ hội truyền thống của làng Trang Liệt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị các bạn. Hẹn gặp lại quý vị các bạn video tiếp theo. Hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để đón xem kênh những video mới nhất và đừng quên nhấn nút like và xem video mình xem. Xin chào quý vị các bạn. Bye bye.